Ok, xin chào 500 em đã đến channel của mình. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm bản model còi ong vàng thì mới nhất luôn nha. Thì bản này thì có cả lùi xe của nhạc tốt nữa không nha. Thì đó, thì model này là model của anh Hoàng Văn Đức đó. Thì cảm ơn anh đã chia sẻ tất cả cho anh em xài bản model này nha. Đó, thì giờ mình sẽ test thử còi cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy không? Nghe quả còi quá là phê luôn nha. Đó, anh em nghe thấy không? Quá là phê nha. Đó, thì còi nùi xe là nhạc của Tây Du Ký nha. Đó, đó anh em thấy không? Khá là phê luôn nha. Đó, nghe quá là chất luôn. Đó, thì anh em nào mà thích cái bản model này thì link mình có để dưới phần mô tả của video nha. Đó, thì anh em bấm rồi, anh em download về rồi trải nghiệm chơi. Đó, thì còi nghe rất là sướng tai. Đó, thì còi số 3 này. Nghe quá là phê luôn nha. Đó, thì anh em nào mà thấy cái clip của mình hay hãy cho mình một like và một subscribe nha, để mình có động lực mình làm thêm video để soát cho anh em xem nha. Đó, thì một quả còi nghe khá là chất luôn anh em ạ. Đấy, anh em nghe thấy không? Có còi khá là chất nha. Đó, thì lại còi số 1 này. Nghe còi mà thích tai vãi lờ luôn anh em ạ. Đó, thì anh em nào mà chưa biết model bản còi ong vàng này thì anh em cứ xem hết clip của mình nhá. Thì ở đoạn cuối video thì mình có hướng dẫn anh em nào mà chưa biết model còi ong vàng ấy, đó thì mình có hướng dẫn ở cuối video đó, thì anh em cứ xem hết video của mình rồi anh em sẽ model được bản model còi ong vàng này nha. Đó, thì một bản còi ong vàng khá là tuyệt vời luôn. Còi số 1, còi số 2, còi số 3 thì cũng kéo dài luôn nha. Với cả cái còi ở trong vô lăng ấy cũng khá là phê luôn nha. Thì cộng thêm cả cái còi lùi xe nữa. Đó, thì còi lùi xe là giống nhạc ở trong phim Tây Du Ký á, khá là phê luôn. Thì cái bản model này thì mình bắt xinh đèn nha, bắt xinh đèn là nó không còi nhá anh em. Đó, thì hiện tại mình đang chơi cái map mới. Đó, thì anh em nào mà chưa cập nhật bản model mới này thì anh em cập nhật về để trải nghiệm map nha. Thì cái map này khá là đẹp luôn. Đó, thì hiện tại mình đang chạy nhà xe Tân Niên nha. Còi này nghe rất là phê đó. Thì mình cũng rất thích bản model còi này đó. Thì chắc anh em cũng thích giống như mình thôi. Nghe nó quá là phê luôn đó. Thì tổng cộng có 3 chế độ còi nghe cũng hay. Và một cái chế độ lùi xe của nhạc Tây Du Ký nữa. Thì cộng thêm cái còi ở trong vô lăng nữa nha. Nghe khá là tuyệt vời luôn. Đó, thì hiện tại mình đang leo đèo anh em ạ. Cái đèo này là đèo của map mới nha. Đó, thì còi lùi xe này. Đấy, anh em nghe thấy không? Nhạc của Tây Du Ký Tôn Ngộ Không nha. Quá là phiêu luôn.
Đó thì chắc clip của mình dừng tại đây thôi nhé. Thì giờ mình sẽ thoát ra và hướng dẫn anh em làm sao mà để mod được cái còi ong vàng này nha. Đó thì đầu tiên anh em vào Vativer cho mình nhé. Rồi sau đó anh em bấm cho mình mục Android, rồi OPP, rồi com.manleo. Rồi sau đó anh em dí liền cho mình cái OPP nhá. Xong em xóa đi nha. Rồi sau đó anh em lại trở về cho mình. Trở về nữa nha, nữa này. Rồi sau đó anh em kiếm cho mình mục download. Rồi anh em bấm vô cho mình nha. Đó thì cái mục Omain OPP này đó thì là cái mục đó là mục OPP của còi ong vàng nha. Rồi sau đó anh em lại dí liền cho mình vào. Dí liền cho mình rồi, anh em bấm sao chép hay cắt đều được nha. Đó, sao chép như mình sẽ sao chép nha. Rồi sau đó anh em bấm quay trở về cho mình. Quay trở về nha. Rồi sau đó anh em lại bấm cho mình mục Android. Rồi OPP, rồi com.maleo nha. Rồi sau đó anh em dán cho mình cái OPP hồi lại anh em copy vào đây. Đó thì đợi 100% được nha. Thì anh em cứ làm theo hướng dẫn của mình rồi anh em vào game rồi có bộ còi ong vàng nha. Đó thì anh em nào thấy cái clip của mình hay hãy cho mình một like nha. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình rồi. Bye bye.